Dạ kính bạch thầy, ước nguyện mong cầu được làm nhiều thiện pháp có phải là tham hay không? Và như vậy có đi sai với điều thầy nói là để cho tâm trọn vẹn trong sáng không mong cầu không ạ? Con xin tri ân ạ. Cái nguyện á là nó có hai loại. Một cái loại nguyện á là cầu xin, cầu mong. Là đó là một loại nguyện. Nguyện cho con được thế này, nguyện cho con được thế kia, thì nó cũng là thuộc loại về cầu mong. Nhưng mà nếu nguyện làm một điều gì đó tốt đẹp, thí dụ như là nguyện sống sống vì tha chẳng hạn, nguyện sống vì tha, thì có thể là bởi vì do thế này: trong quá trình mình sống mình đã từng làm những cái điều gì đó mà tổn hại nhiều người, cho nên bây giờ khi mình thấy được là mình đã làm sai, vì vậy bây giờ mình lại làm ngược lại. Hồi trước mình làm sai, mình ích kỷ là cái gì đó, bây giờ mình sống vì tha, mình chia sẻ giúp đỡ người khác. Thế nên cái nguyện này thì là đúng. Nguyện tức là mình đặt một cái hướng đi đúng, đặt cái hướng đúng cho mình. Thì cũng tùy theo cái khả năng của mỗi người mà nguyện theo cái ý của mình. Tuy nhiên cái nguyện đó là nguyện làm một điều tốt, nguyện giúp đỡ nhiều người được gì đó, hay là nguyện học đạo, nguyện cái gì đó, thì cái nguyện đó nó cũng có một cái hiệu quả của nó. Nếu mà ai mà có một cái thành tâm mà nguyện một cái điều gì đó mà vì lòng vị tha, thì nó có thể thành tựu một cách là mầu nhiệm. Cái nguyện đó nó là thành tựu một cách mầu nhiệm. Chính bản thân thầy là đã trải qua rất nhiều cái nguyện kiểu đó, mà toàn tất cả những cái nguyện đó đều là cái nguyện vị tha, chứ không phải nguyện cho bản thân mình, hoặc là nguyện cho bản thân mình nhưng mà vì lòng vị tha. Ví dụ như thầy đi làm một cái việc gì đó giúp ích cho nhiều người, nhưng bây giờ nó bệnh, thầy nó không đi được, thì có một lần thầy nguyện là để cho được mình khỏe để làm xong cái việc đó rồi cái đã, rồi sau đó bệnh cũng được, thì rất là mầu nhiệm, là tự nhiên hết bệnh ngay. Cho nên có những cái nguyện là trong đạo Phật có một cái là nguyện lực, Atithana là một cái nguyện lực. Mà cái nguyện đó nó cái nguyện chẳng hạn như thế này, cái y này đó, thầy phải nguyện là y về trái. Khi không cái này là y về trái rồi mà thầy cũng nguyện đây là y về trái. Hoặc là tượng Phật đó, thường thường mà người ta ăn vị Phật đó, thì mời thầy tới ăn vị Phật thì thật ra là thầy chỉ nguyện đây là tượng Phật. Đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà cái lời nguyện nó rất là quan trọng. Cho nên ngay trong đời đó, người ta cũng nói là bị cái lời nguyện gì đó. Nếu một cái lời nguyện gì đó mà họ có một cái sức mạnh, mà họ có một cái lời nguyện gì đó, thì cái lời nguyện đó nhiều khi nó lại là nó rất là mạnh. Thành cái này á, là nói tóm lại là ở trong đời á, thì nguyện cái điều gì mà tốt đẹp là được. Đừng có cầu xin những cái mà có tính chất ích kỷ, mà là nguyện mở tâm hồn mình ra, hay là nguyện làm những điều thiện, điều lợi ích cho mọi người, thì cũng nên nguyện. Đó. Nhưng mà cái nguyện phải là cái nguyện thực tế. Nguyện thực tế, còn nguyện mà có những cái nguyện quá xa, cái nguyện mà mình không biết là mình nguyện rồi mình đi về đâu, thì không nên nguyện những cái nguyện mà ảo tưởng. Mà có chừng hầu hết những cái nguyện của mình là nguyện kiểu ảo tưởng nhiều hơn là thật. Chứ còn nguyện là nguyện, ví dụ như bây giờ mình mẹ mình nấu ăn cực khổ quá, nguyện là tôi phải nấu ăn cho giỏi để giúp mẹ nấu ăn, thì quá tốt thôi. Nguyện như vậy quá tốt. Mình phải đi học nấu ăn cho giỏi để mà giúp mẹ nấu ăn, chứ cứ để mẹ nấu ăn cực khổ quá đi, thì nguyện như vậy là nguyện quá tốt.
Nhưng mà cái nguyện đó là nó thực tế. Cái nguyện đó mình thực hiện được. Và cái mục đích của cái nguyện đó, đó là nó rõ ràng, nó khả thi. Nhưng bây giờ mình nguyện cái mà mình không biết gì cả, mình cứ nguyện không vậy thôi. Thì nó là, cái đó là chỉ tâm lý thôi. Cái đó chỉ mang tính tâm lý thôi, cho nó chưa chắc đã thật.